chín thực phẩm tốt hơn vạn viên thuốc bổ não, sĩ tử mùa thi không nên bỏ qua. Heo lai tiến hành nghiên cứu và tổng kết chín loại thực phẩm tốt hơn vạn viên thuốc bổ não, sĩ tử mùa thi càng không nên bỏ qua ngay dưới đây. Mùa hè cũng là mùa thi của các sĩ tử. Việc ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trước mỗi ngày thi. Lựa chọn đúng thực phẩm sẽ giúp sĩ tử luôn minh mẫn, tỉnh táo, cực tốt cho não bộ. Một quả mọng. Các loại quả mọng rất giàu chất chống oxy hóa thúc đẩy kết quả học tập và bảo vệ sức khỏe não bộ. Chúng bao gồm việt quất, dâu tây và quả mâm xôi đen, đặc biệt trên nhiều hợp chất FLAVONOID được gọi là anthocyanins. Anthocyanins được cho là cải thiện não bộ bằng cách tăng lưu lượng máu đến não, bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm, cải thiện quá trình sản xuất tế bào thần kinh liên quan đến học tập và ghi nhớ. Hai trái cây cam quýt, các loại trái cây họ cam quýt có giá trị dinh dưỡng cao, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe bao gồm cả việc tăng cường sức khỏe não bộ. Tương tự như các loại quả mọng, trái cây họ cam quýt như cam và bưởi rất giàu FLAVONOID, bao gồm HESPERIDIN, NARINGIN, QUERCETIN và RUTIN. Những hợp chất này có thể thúc đẩy khả năng học tập và ghi nhớ cũng như bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi bị tổn thương. Các nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước trái cây họ cam quýt có thể giúp thúc đẩy hoạt động trí óc kết hợp với các thực phẩm giàu bơ dầu tin và chất béo lành mạnh, bạn sẽ có bữa ăn nhẹ hoàn hảo cho não bộ. Ba Sô cô la đen và các sản phẩm làm từ ca cao Ca cao có hàm lượng FLAVONOID cao nhất tính theo trọng lượng của bất kỳ thực phẩm nào khác. Đó là lý do tại sao các sản phẩm ca cao như sô cô la góp phần đáng kể vào lượng FLAVONOID trong chế độ ăn. Ăn thực phẩm chứa ca cao như sô cô la đen giúp cải thiện sức khỏe não bộ. Nghiên cứu cho thấy, những người dùng đồ uống có hàm lượng FLAVONOID cao thực hiện tốt hơn đáng kể trong các bài kiểm tra tâm thần so với những người được chỉ định đồ uống có hàm lượng FLAVONOID thấp. Điều thú vị là FLAVONOID có thể vượt qua hàng rào máu não và trực tiếp tác động lên các vùng não giúp kiểm soát trí nhớ và sự chú ý. 4. Các loại hạt Các loại hạt chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe não bộ như vitamin E và kém. Chúng là nguồn tập trung chất béo lành mạnh, bờ rau tin và chất xơ rất tốt cho não bộ. 5. Trứng Trứng giàu vitamin B12, CHOLINE và SELEN. SELEN liên quan đến sự phối hợp, trí nhớ, nhận thức và hiệu suất vận động, trong khi CHOLINE cần thiết cho sự phát triển của não và sản xuất chất dẫn truyền thần kinh lilin Tốt cho việc lưu trữ bộ nhớ và chức năng cơ bắp. Vitamin B12 cũng đóng những vai trò quan trọng đối với sức khỏe thần kinh hàm lượng vitamin này thấp sẽ làm suy yếu chức năng não bộ. Hơn nữa, trứng chứa lutein, một sắc tố carotenoid có liên quan đến việc cải thiện chức năng thị giác và sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, bạn cần ăn cả quả trứng, không chỉ lòng trắng trứng để thực phẩm phát huy đúng nghĩa là thuốc bổ não. 6. Quả bơ. Bơ giàu lutein, một loại carotenoid tích tụ trong não và mắt. Chúng cũng là loại trái cây đa năng có thể được thưởng thức theo nhiều cách. Đây được coi là món ăn nhẹ rất tốt cho việc học tập. Chúng cũng giúp tăng cường chức năng não bộ của bạn. 7. Cá Omega-3 là chất béo thiết yếu đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Chúng tập trung nhiều trong cá béo. Đây cũng là nguồn tuyệt vời của các chất dinh dưỡng thúc đẩy sức khỏe não bộ khác như vitamin B12 và SELN. 8. Củ cải Củ cải rất giàu nitrat. khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành OXIT-NITRIC. Chất này đóng nhiều vai trò quan trọng đối với sức khỏe của bạn bao gồm tăng cường lưu thông máu, cải thiện chức năng não bộ. 9. các loại rau củ màu đỏ, cam, xanh đậm, các loại rau màu đỏ, cam và xanh, bao gồm ớt, cà rốt và bông cải xanh, cài bó sôi chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi, các sắc tố carotenoid, lutein và zeaxanthin được chứng minh có lợi cho hoạt động trí óc. Do đó, trước mỗi ngày thi, sĩ tử đừng quên bổ sung những thực phẩm lành mạnh này vào chế độ ăn của mình. Sĩ tử trước ngày thi không nên ăn gì. Theo thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, nguyên trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện 198 có hai nhóm thực phẩm sĩ tử không nên ăn trước những ngày thi hay kiểm tra quan trọng. Đó là một Thực phẩm chế biến sẵn Những món ăn như xúc xích, giam bông, thịt hun khói chứa nhiều muối, chất bảo quản. Ăn những món này sẽ khiến bạn dễ háo nước, thiếu tỉnh táo. 2. Trà, cà phê, nước tăng lực Những đồ uống này có chứa chất kích thích làm tim đập nhanh, đi tiểu nhiều gây mất nước, mất ngủ, nhức đầu. Rất có hại cho não bộ do đó trước những ngày thi quan trọng không nên sử dụng